cái rơ si á các bạn, cái rơ si á mình cho cộng một hai lần dưỡng rơ si khi mà nó đã lú cái đọt như thế này nè. Bạn, nó đã lú cái đọt như thế này các bạn, đây nè các bạn, đếm lá thì 1 2 3 4 lá ha, đúng không, mỗi một cái nhánh nó sẽ là 4 lá, 1 1 2 3 4 5 lá, được cái 5 lá nè các bạn, coi từ cái lá bóng nè, thấy chưa, cái lá nó bự như thế này, cái cơi đầu nữa các bạn, cái cơi đầu mà cái lá là đã bự như thế này rồi nè, thì cái cơi thứ hai thì các bạn nghĩ là như thế nào ha. Khi các bạn xịt rơ si hai lần các bạn phải coi nè các bạn, khi mà nó bắt đầu nó chuyển lụa rồi các bạn, nó chuyển hơi tái tái, bắt đầu màu đầu chuối, bắt đầu mình cho đóng Araga vô. Xin chào các bạn, hôm nay mình đi cập nhật một cái miếng vườn ở Ba Mít ha. Thì thực ra nó cũng không có gì nói hết trơn á, nhưng mà có một số cái chủ đề mà mình muốn nói cho các bạn ha. Cây này là sau khi ăn trái xong rồi các bạn, đã lấy được một cơi ha. Chuẩn bị đi được cơi thứ hai. Những cái lá của nó nè các bạn, những cái lá nè, đang mưa luôn các bạn coi, đang mưa luôn ha, đang mưa lớn lắm. Đó. Mình sau khi mình lên mình coi cái thân đó nè các bạn, cái thân đó mình đã cho xài cái zip ra đó các bạn, có mượn mình có giới thiệu cho các bạn đó ha. Thì các bạn coi nè, nó xịt sau mà nửa tháng thì nó ra tuột bớt nè, nhưng mà mình hôm bữa là mình nó có, đang có đọt non các bạn, thì mình cho nó xịt là cái liều là 800 lít nước 1 kg. Thì đó hiện tại các bạn thấy à, những cái mảng rong nó đã chết từ từ rồi nè các bạn, mảng rong nó đã chết từ từ rồi. Thì các bạn cũng hiểu, các bạn cũng nhìn đi, nó cái cây già, cây càng già thì các bạn thấy rong nó càng dữ nữa, đúng không? Thì bây giờ những cái này nè, cái cơi mà thứ hai tới tiếp tục á, thì các bạn xịt cho mình cái 1 kg giúp ra là 600 lít nước, thì các bạn sẽ giải quyết được cái vấn đề rong trên thân cây hết ha. Những cái chỗ mà các bạn không xịt đó nha, xịt hoặc xịt không ướt là nó không chết nha. Ui mưa lớn quá, mưa lớn quá, có ai nào về mua điện thoại mới không ta, mưa lớn quá trời rồi đó các bạn coi kìa. Đây là một cái cơi một cái cơi đẹp không các bạn thấy không? Thì các bạn hỏi nè, Thái ơi, bây giờ cái dưỡng bên em á thì nó, thì khi nào mà mình mới xịt vô được? Ôi, mình ngưng chút xíu các bạn ơi, mưa quá rồi, mưa các bạn, vẫn còn mưa, quay tiếp tục lo gì ha. Thì hiện tại thì cái lá nó đã lụa rồi, thì các bạn sẽ hỏi là có rất là nhiều khách hàng người ta mua cái sản phẩm bên mình về người ta phục hồi cây đó, thì nó hầu như nó cũng đã như thế này rồi các bạn, một cây đầu ha. Nếu mà theo mình đó nha, chủ vườn chịu làm thì cũng đã hoàn tất xong, là mình cũng cho đẩy luôn được rồi đó. Mà còn chủ vườn thì không có muốn là làm sớm đâu, cực lắm, không chịu. Đó. Còn hôm bữa cái vườn này các bạn, nguyên khu này là 40 mấy cây đó, thì chủ vườn thì cần 5,5 tấn thôi, nhưng mà nó ra gần 7 tấn rồi. Thì hên thôi, cũng may mắn thôi, anh em cũng hợp tác được với nhau. Cái rơ si đó các bạn, cái rơ si á, mình cho cộng một hai lần dưỡng rơ si khi mà nó đã lú cái đọt như thế này nè, bạn, nó đã lú cái đọt như thế này các bạn, đây nè, các bạn đếm lá thì 1 2 3 4 lá ha, đúng không? Mỗi một cái nhánh nó sẽ là 4 lá, 1 1 2 3 4 5 lá, được cái 5 lá nè các bạn, coi từ cái lá bóng nè, thấy chưa? Cái lá nó bự như thế này, cái cơi đầu nữa các bạn, cái cơi đầu mà cái lá là đã bự như thế này rồi nè, thì cái cơi thứ hai thì các bạn nghĩ là như thế nào ha. Khi các bạn xịt rơ si hai lần các bạn phải coi nè các bạn, khi mà nó bắt đầu nó chuyển lụa rồi các bạn, nó chuyển hơi tái tái, bắt đầu màu đột chuối, bắt đầu mình cho đóng Araga vô. Mình chỉ có hai sản phẩm chủ lực, và còn gốc mình chưa tính nha các bạn, gốc thì vẫn bị phân, vẫn đi không ít theo quy trình của mình bình thường đó. Còn ở trên thì các bạn phải làm sao mà giữ rầy cho sạch, và làm sao để mà đi một cái số loại thuốc nó đúng cách, đi dưỡng đúng cách ha. Những nhánh cấp 2 đó các bạn, em thấy quá, những nhánh này ok ha, rồi đỏ thịt nha ha. Thấy một màu xanh đẹp không các bạn, một cơi đầu tiên thì bạn sử dụng một cái quy trình ha, các bạn thấy không? Nó cũng rất là dễ thôi. Chủ vườn cho mình nói với các bạn là chủ vườn cho sới tung hết cho luôn, có một cái máy sới tung lên các bạn thấy không, rất là sổ vậy đó. Thì cái lá này nó ra nè, cơi đầu mà nó đã ra được như thế này thì nó cơi sau chắc chắn là nó sẽ dữ dội lắm.
một nguồn khách này ở 3 mét ha, hồ Phong Điền. Đó, còn theo. Đó, mình đi cập nhật cho các bạn xem thôi, các bạn. Mình đi cập nhật cho các bạn xem thôi. Là những cái cây này mà nó yếu nhất các bạn, cây này không ăn trái, cây này bị bệnh nè. Yếu nhất thì nó cũng đã được phục hồi. À. Thì làm sao chúng ta nhận biết? Thì các bạn thường thường làm một cái cơi đọt của một cái vườn này nó rất là khó. Nó rất là khó xử lý. Bên có vấn đề mà làm cho cái một cái lọt đồng lọt, đúng không? Thì theo mình á thì mình cho xử lý chung hết. Có nghĩa là xịt mà mình cảm thấy mà tầm 70% nhú đọt là bắt đầu mình cho cộng dưỡng vô. Từ ban đầu thì các bạn thấy lắp đá không? Từ ban đầu thì mình đã cho. Chỗ đó nãy mưa lớn quá, mình chờ cái chỗ đó. Thôi mình vô ở đây luôn. Rồi tiếp đó câu chuyện nè. Từ ban đầu thì mình đã cho sử dụng một số loại thuốc ngấm bệnh dưới trước rồi. Thì mình các bạn thấy quy trình đó. Thì cũng đơn giản nhất. Nhìn tay lực ghê không các bạn? Tay lực thì khó chê rồi. Đây là một cơi đầu các bạn, đây là một cơi đầu của cái quy trình phục hồi nè. Lắp lá hết trơn xong đây. Đó, chuẩn bị, các bạn thấy chuẩn bị nó đi đọt rồi. Ok các bạn, rồi các bạn mà muốn có cần tư vấn thì các bạn cứ nhắn tin cho mình nè. Hôm nay là mình đi cập nhật một số vườn mà mình đã làm phục hồi thôi.